Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Dạ, con xin cảm... Đó, con được ơn gì? Dạ, con được rất là nhiều ơn, nhưng mà bây giờ con xin trả lời thưa với cha. Đã thôi, dạ. Ơn đầu tiên, dạ, là hôm tháng 7 năm ngoái vừa rồi, là thằng con trai của con, khi nó lấy vợ thì nó đã bị lưu thai một lần. Thì con rất là lo rồi. Thế xong, đến lúc con nó có bầu lần nữa, đến tháng thứ 7, dạ tháng thứ 7, thì con dâu con nó đi kiểm tra, thì bác sĩ nói là thai nó ngược, rất là ngược, mà tràng hoa dây rốn quấn 3 vòng. Thì con rất là lo, bảo bây giờ mà phải mổ. Và thế thì con làm giờ thương xót, con thì đang làm ở Hậu Giang, còn con thì con ở ngoài Bắc. Thế con làm giờ thương xót và điện về cho con, vợ con là trong cái làm giờ thương xót, xin thằng thương xót. Và đến tháng thứ 8 thì con nó nói là, bác sĩ nói là nó đã gỡ ra được 2 vòng rồi. Đến đầu tháng thứ 9 chuẩn bị đi tháng đến tháng xanh thì đi kiểm tra nữa, thì bác sĩ nói là thai đã thuận và cái dây rốn quấn cổ nó đã buông ra hết. Và họ nói là 23 là dự toán là 23 thì sinh, thì đúng tối 22 là con nó vào bệnh xá và sinh một em bé trai thật dễ dàng. Và ơn thứ hai nữa là con là người ở Hà Nam, giáo phận Hà Nội, nhưng mà 3 năm nay con làm ở Hậu Giang, con làm thủ kho và bảo vệ cho một công ty đang xây dựng. Qua tháng 9, tháng 10 năm ngoái có 2 cái sự kiện con phải gửi mẹ vợ mất và cưới cho con trai. Thế là con phải bỏ con về Bắc. Thì công trình đang xây dựng, trong khi con nhận 450 tấn sắt. Rồi đến lúc khi con về đến gần Tết, người ta kiểm kê. Cha biết không, con rất là lo. Chắc vậy. Thì kiểm kê thất thoát hết 32 tấn sắt. Thì con qua rất nhiều cuộc họp của ban giám đốc. Con là người thủ kho và bảo vệ, con phải chịu trách nhiệm hết. Thì con bảo chắc là quả này đi tù rồi. Thế nhưng mà con vẫn làm giờ thương xót. Và con nói với vợ con ở nhà là tôi là người ngay. Bà ở nhà cứ xin dòng thương xót nhiều cho tôi đi. Tôi ở trong này tôi cũng làm giờ thương xót. Và con một ngày con làm 3 lần giờ thương xót. Và con cứ đọc theo là cuối cùng thì ban giám đốc đã con xin con không nói, và con không phải đền cái số đó, và người ta đã tìm ra cái manh mối là nó mất ở đâu. Và ơn nữa, dạ. Năm 2017 con bị thoát vị đĩa đệm, bò không bò được, nằm ngửa không được, nằm nghiêng không được, nghĩa là con đi chữa, nghĩa là châm cứu rồi bấm huyệt rồi đủ các thứ, chỉ có tập tễnh thôi. Con đi lễ con cũng không ngồi được, con chỉ đi lang thang ở ngoài thôi, vì ngồi cũng không ngồi được yên, đứng một chỗ không đứng được. Thế đi lúc là cái ngày hôm đó, cha chắc là cha biết nhà thờ Bến Hải ở Gò Vấp rồi, ngày xưa cha đã về đấy con rồi. Thế xong trước lễ là làm giờ thương xót, sau lễ thì con nhìn, trong khi trong lễ thì con nhìn thấy một anh bạn là năm 2007 là làm với con ở khu công nghiệp Hiệp Phước, xây nhà máy xi măng Hiệp Phước đây. Thế thì con mới trông thấy anh ấy, thì con mới gọi anh ấy là Hải ơi, lâu lắm không gặp. Thế thì anh ấy bảo là anh có khỏe không, bảo tao sắp chết rồi. Thế bảo làm sao, bảo tao bị thoát vị đĩa đệm, tao không có đi được, không làm được. Thế bảo thế để em bảo cho chỗ mà chữa. Thế thì bảo thế thì ở chỗ nào, bảo gần đây thôi, em cũng bị mà em chữa khỏi rồi. Thế thì bảo thế thì bây giờ mày dẫn tao đi ngay. Thế thì anh ấy dẫn con ra gần sân bay, có cái chỗ cái chuyên. Thế thì con chữa hơn một tháng là con đi hoàn toàn là khỏe mạnh. Và con đi làm được từ ngày tháng 10 năm 2007 tới giờ.
Rồi, tôi gửi tặng trong cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ vắn gọn thôi, đừng có dài dòng kể làm chứng thì vì không có thời giờ đó nha. Đây là cái đề can Chúa lòng thương xót mẹ ban ơn. Anh có máy nghe giảng chưa? Có chưa? Đây gửi tặng cho cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để làm gì? Chúa ông nói dài quá, Chúa tôi đây tặng vô cái máy mỗi vậy thôi, bảo xin cái nữa thôi được rồi nha. Rồi cố gắng vắn gọn, vắn gọn, vắn gọn. Dạ thưa cha.